Để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, tất cả các học sinh ở trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 9 tháng 2. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 5.000 trường học, nhóm lớp mầm non đã được tiến hành lau, khử khuẩn phòng học, phun thuốc khử khuẩn và trang bị các thiết bị bảo hộ cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Trao đổi với phóng viên, cô Đào Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Đình 1 cho biết. Ngay từ đầu tuần vừa rồi thì trường chúng tôi cũng đã nhận được cái chỉ đạo của phòng giáo dục về phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra. Và trường của chúng tôi thì hàng ngày, không phải chờ đến dịch bệnh đâu, mà hàng ngày trường chúng tôi đã tiến hành tổng vệ sinh rất là sạch sẽ từ lớp học đến phòng ăn cũng như là các cái công trình phụ của nhà trường. Và đến hiện tại thì chúng tôi là kể cả các con học sinh về quê hoặc là các con học sinh đang nghỉ tại nhà thì chúng tôi cũng nắm được thông tin qua giáo viên chủ nhiệm. Và chúng tôi cũng có cái kế hoạch là chúng tôi tiến hành tổng vệ sinh hàng ngày và sẵn sàng đón các con học sinh quay trở lại trường. Bên cạnh việc vệ sinh, khử khuẩn trong khuôn viên trường học, trường tiểu học Mỹ Đình 1 cũng thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến dịch viêm phổi cấp trên trang thông tin điện tử của nhà trường nhằm giúp phụ huynh học sinh có những biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch hiệu quả. Trường tôi thì đầu tiên là sẽ tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh và các con là về cách phòng tránh dịch bệnh. Và ngoài ra thì trong các giờ ra chơi thì có bắc loa thông báo hướng dẫn các con cách rửa tay và cách phòng tránh dịch bệnh tốt nhất để cho các con biết đến. Trong các lớp học thì trường đã trang bị cho các con nước rửa tay cồn để các con thường xuyên rửa tay và ở nhà vệ sinh cũng có để ra chơi về các con có thể rửa tay được sạch sẽ. Và ngoài ra thì các cô giáo cũng nhắc nhở các con là sử dụng khẩu trang trong quá trình học tập và vui chơi để đảm bảo an toàn nhất đến cho các con. Ngay từ khi có thông tin dịch bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc thì ban phụ huynh chúng tôi đã nhận được cái thông báo từ ban giám hiệu trường tiểu học Mỹ Đình 1 về cái công tác phòng dịch cho các con rất là chu đáo, kịp thời. Nhà trường cũng có đưa ra cho phụ huynh là hãy đeo khẩu trang cho các con khi tới trường, ngay cả trong lớp học. Trong cái giờ học thì các con cũng được đeo khẩu trang và ban phụ huynh cũng có phối hợp với cả giáo viên chuẩn bị những cái nước rửa tay khô cho các con để các con sử dụng trong quá trình đến lớp. Thì tôi thấy cái công tác mà để phòng dịch cho các con ở trường tiểu học Mỹ Đình 1 thì được ban giám hiệu nhà trường thì thực hiện tương đối là tốt. Nhà trường chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng y tế địa phương, quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có giải pháp điều trị.